Đây mới là một cái món đồ thật sự cần dành cho mấy anh em đàn ông nè. Mấy năm trước mình có mua cái đồ cạo râu xài không có được, mình dục rồi. Lý do là cái đầu cạo nó thiết kế chỉ để cạo râu ngắn thôi, râu mà hơi dài là nó cạo không được. Đây là hình thức hoạt động của cái đầu cạo nè. Nhờ vào ba cái đầu cạo nên tốc độ cạo nó rất là nhanh. Đặt cái này cũng đắn đo dữ lắm luôn, sợ xài không được giống như cái cây kia. Lần này mua chúng cái hàng ngon rồi anh em ơi, nó cạo láng cón luôn. Ui cái máy này quá ngon rồi, râu dài nó cạo bình thường luôn. Giá rẻ mà như vậy là quá ngon rồi. Rồi thêm một cái đầu tỉa lông mũi này nữa, quá đỉnh luôn. Đầu tỉa lông mũi thiết kế rất là thông minh, nó có một cái gờ. Mình không có cho sâu vào lỗ mũi được, mình chỉ cần lia qua lia lại là sạch sẽ liền. Chưa hết đâu, anh em nào muốn cạo râu nhanh hơn thì gắn cái đầu tông đơn này vô mình tỉa ngắn lại là mình cạo rất là nhanh luôn.